vàngngoc.vn, trang web mua bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam, hãy truy cập ngay vàngngoc.vn, bấm dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt hàng để mua. Quảng cáo chính nha anh em. Hiện tại web pimixel.com cần nhập ạc sơ sinh có đệ tử số lượng lớn và lịch có bông tai đệ skill 2. Anh em bán liên hệ qua Zalo 0166 40293 có để dưới phần mô tả trong comment. Và anh em cần mua lịch thì có thể lên web đăng nhập nạp tiền và đặt hàng để mua nhé các bạn nhé. Ok. Ok, chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại mình. Thì video hôm nay thì mình mới nghĩ ra một cái khá là hay. Đó là mình sẽ đi hỏi đường để mua bông tai ở đâu của những cái thanh niên mà có bông tai ấy, và hỏi những cái câu ngớ ngang ngớ ngẩn để xem phản ứng của các thanh niên như nào. Thì các bạn thấy thích video này thì đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, thì còn một tí nữa. Thì mình có vài đồ ở bên server 2 ấy. Mình không chơi ở bên server 2 cho nên mình muốn bán lại cho anh em nào chơi bên server 2. Đấy, nếu các bạn có nhu cầu thì mua giúp mình nhé. Ok, đó, 13 viên 3 sao, 11 viên chứ. Và một set sức đánh sẽ ra 27%. Thì giá của em nó 200k thẻ nhé. Để mình có thể lạp điện thoại, đấy. Thì nói chung là bạn mua có nhu cầu thì mua thôi. Mình không không ép các bạn phải mua đâu nhé. Ok. Rồi, thì chúng ta sẽ gọi là đi hỏi thôi. Ok. Thì đầu tiên mình phải chọn đến một khu nào đó đã. Đi lung tung đã. Ok. Có thể hỏi bất kỳ ai mà có bông tai. Thằng này có tên là Min 69 này. Anh ơi. Anh ơi, anh. Mua bông tai ở đâu? Anh. Anh gì ơi? Anh Min ơi. Mua bông tai ở đâu anh ơi? Trời ơi, không nói gì luôn. Chắc auto chat rồi. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn. Mua bông tai ở đâu? Mua bông tai ở đâu? Hả bạn? Bạn Ngọc Rồng 345 ơi, bạn có biết mua bông tai ở đâu không? Chỉ mình mua với. Chỗ là bạn. Không nói gì luôn. Uron, bạn bán không? Uron. Bạn bán không? Ở trận tàu vũ trụ. Bạn bán không? Bạn Ngọc Dòng ấy, bạn có bán không? Để xem thanh niên nói gì. Tôi không có. Đưa mình đi được không? Trời ơi, mình chưa rời PT các bạn ơi. Đưa đi mua ấy. Đưa đi mua ý, mời PT với. Mời PT. Ok, để mình thử dụ xem thanh niên nói như thế nào nhá. Ok. Hai mấy phút nữa sao vậy? Ok. 21. Đúng tuổi mình luôn kìa. Ok. Đưa đi mua bông tai ở đâu? Ok, mình thử hỏi mấy thanh niên trong PT này xem nào nhá. Mấy bạn ơi, mua bông tai ở đâu nhỉ? Phong với đi cùng với, đi cùng đi, đi cùng đi. Ok kìa. Ok. Uron đồi hoa cúc khu 6. Khu 6 rồi. Chỗ nào nữa? Mình mới mua lick. Mình mới
click mình mới lạp, đúng rồi, mình mới lạp 1 triệu ồ vào được 7k5 ngọc. Ý, nói khác thế, không biết mua bùng tai phải nói phép tí đó. Ok, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đến thung lũng tre. Ok, thung lũng tre khu mấy ok, hiện tại thì bạn đã bảo ra chưa thung lũng tre rồi, kiếm như chỉ địa khu 8 à. Đây đâu đi khu mấy thật ra mình biết thừa rồi, chẳng qua mình muốn trôn bạn ấy xem những cái bạn mà ở trong một PT mà cúi cúi xem các bạn phản ứng và nói chuyện như thế nào, mình thấy khá là vui đấy. Ok, mỗi một lần trôn là biết một sự thật gì đó. Ok, chúng ta cố không. Ok, wow kìa. Wow, bot 2k2 kìa. Đâu? Toàn sách thôi. Wow. Bot bắn VV là phép. Bạn bot bắn không? Bạn bot ơi. Bạn bán bông tai à? Bạn bot ơi, xem VIP không? 10 tỷ. 10 tỷ ấy, 10 tỷ sức mạnh, 10 tỷ 9. VIP phết nhỉ? Bán bông tai. Bông tai không bạn. Ấn vào heo chưa? Ấn rồi. Toàn sách thôi. Toàn sách thôi bạn ơi. Thật ra mình biết thử là đây có một cái bông tai này. Nhưng mà cứ phải xem phản ứng của như thế nào. Nếu mà thì tốt thì tí nữa mình sẽ gọi là sẽ có một cái phần thưởng hậu hĩnh cho bạn ý. Ok. Ok. Vào ông đâu. Ok. Mà quên, nick này ở bên server 2, nick của mình không bông tai nhỉ. Đúng rồi, tí nữa lại nói phép không hợp được như thế nào nhỉ. Ok. Lướt xuống là thấy. Ok, cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn. Ok, mình sẽ giao dịch cho bạn này 5 triệu vàng. Ok, cũng như là lời cảm ơn từ mình dành cho bạn ý. Chưa, đúng rồi, mình bảo chưa. Bạn qua đây đi. Hỏi luôn là săn đại ở đâu. Đại kiểu gì ạ? Thế thì không. Cho xem với. Tôi 12 giờ theo tôi kiếm chó. Ok. Ai có đệ xem với. Mình sẽ giao dịch cho bạn Ngọc Rồng này với số vàng là 5 triệu vàng nhé. Các bạn ơi, mình giao dịch cho bạn này.
mình sẽ cho bạn ý 5 triệu vàng. Cũng coi như là một lời cảm ơn từ bạn, từ mình, và cũng như là giúp đỡ bạn ý. Mình thấy bạn này cũng khá là gà và nói chuyện rất là vui tính. Chào bạn. Chào bạn. Ok, mình cũng sẽ cho bạn bot 2k2 này với một số vàng, đó là 5 triệu vàng. À không, bạn này bạn ấy VIP hơn bạn kia rất nhiều, cho nên mình sẽ cho bạn ấy 3 triệu vàng. Tối 12 giờ vào, ừ bạn. Bạn có đẹp chưa? À có vào không, cho mình ít coi. Có, mình nhiều lắm. Mình nhiều lắm bạn ơi. Nó cho bạn này 3 triệu nhá. Ở kia bạn có một cái công ở đây thôi. Nói chung là vui vẻ thôi. Chứ mình gọi là không gọi là quan trọng nhiều hay ít đâu. Quan trọng là mình có cái lòng cho bạn ấy là được. Còn gì về nhiều đúng không? Bạn có đẹp không? Xem nữa. Ok, mình sẽ hỏi thử dụ xem đại của bạn ấy xem có không. Có đại không bạn ơi? Đâu? Bạn này hình như có cả trang ma bư sao ấy. Đúng là chọn là có cả trang ma bư. Đâu rồi? Mình xem nữa. Cho mình vàng nữa được không? Ý, bạn kia tham quá. Cho rồi mà vẫn muốn lấy nữa. Đúng là tham. Đúng là lòng tham con người vô đáy thật. Cho thêm mi. Đẹ ở đâu mình xem với. Dạ mình xem với. Tham quá bạn ơi. Sợi tham nhỉ. Mình có cái quả bí ngô này. Các bạn thấy chưa? Mình sẽ giao dịch rồi thì cho quả bí ngô xem phản ứng sẽ như thế nào. Bí ngô đẹp chưa? Nhìn dị không? Bí ngô hay. Đẹ đâu? Ok. Wow. Ok, mình thử hỏi bạn ấy xem là bạn ấy có biết mình không nhá. Biết Vi Minh. Biết Vi Minh Official không? Ok, bạn bảo là qua khu khác. Khu 14. Sẽ qua khu 14. Đâu rồi? Đẹ đâu? Đâu? Wow. Cảm ơn nhé. Hỏi thêm lần nữa, bạn biết Vi Minh không? Chắc không biết đâu, chắc mấy bạn này không để ý đâu. Chắc cũng không biết mình. Ok. Còn bạn này rất là tham, mình thấy bạn này tham này, cho rồi vẫn đòi thêm này. Không thể chấp nhận được. Vào tôi săn. Chắc không biết mình. Ok thì thôi, chắc clip này mình tạm dừng đây. Thì nếu các bạn thấy thích video này, đừng quên like and subscribe để ủng hộ kênh của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye. Cho xin đi vàng coi. Lòng tham con người vô đáy.
Mình sẽ nói lại cho bạn ấy. Mình biết là hai bạn này nói chung là bình thường, nếu mình nói chuyện thì có thể đáp lại. Nhưng mà khi mà mình đã gọi là đã cho rồi, đã cho người ta một cái gì rồi, người ta vẫn muốn moi của mình. Khi nào người ta nói chung là moi đến cái mức mà khi nào mình hết thì thôi. Cho nên là khi các bạn cho một ai đó một thứ gì thì các bạn phải biết người đấy như thế nào, họ ra sao thì mình mới cho. Chứ đừng có cho lằng nhằng. Nếu mà cho lằng nhằng thì họ sẽ cảm thấy mình rất là dễ dãi và họ rất là có những cái cảm xúc gì đấy, thì cảm xúc gọi là biết thằng này nó dễ xin rồi, nên lúc nào cũng xin mình, hoặc là dễ cho vay. Đấy, nên các bạn phải luôn đặt cái mục tiêu phải là biết họ như thế nào, là ai thì các bạn mới luôn cho vay, hoặc là nên cho, thấy chưa, cho ít vào. Đã đau. Wow, đã, bây giờ mình giao dịch cho xem đồ nhá. Ok, mình sẽ giao dịch cho bạn ấy xem một số món đồ mà hiện tại mình đang sở hữu. Để xem phản ứng của bạn sẽ như thế nào. Giao dịch. Xem phản ứng khi một người mà không quen biết gì nhiều. À, vẫn đấy. Wow, mình nhìn thấy bình nước phép này mình lại nhớ đến cái ký ức hồi xưa. Và trong video ngày mai mình sẽ làm một cái gọi là liên quan đến bình nước phép đấy nhá. Ok, cảm ơn các bạn. Ông giao dịch đi. Đấy, mình sẽ giao dịch cho xem. Ok, các bạn nhìn chưa? Mình sẽ giao dịch cho 11 viên này. Giao dịch cho xem thôi, không cho được. Ảo đây, bắt đầu ảo đây. Bắt đầu lại chat ba cho mình xin đi, cho mình xin đi, what the fuck. Còn lâu nhé. Ok thì thôi mình sẽ nói luôn cho bạn mình biết nhé. Có nhé. YouTube ghi vì mình nhé. Ok thì thôi chắc là mình tạm dừng đây. Bye bye.